Gạt bỏ 8 thước đo này trong suy nghĩ, bạn sẽ nhận ra giá trị thật của bản thân. Kính thưa quý vị, đánh giá bản thân qua cái nhìn của người khác chính là biến cuộc sống của mình trở nên khó khăn hơn. Trong một bài báo cho Psychology Today, Amy Mori, một nhà trị liệu tâm lý, giải thích rằng chúng ta liên tục đo lường giá trị của mình, nhưng chúng ta thường không nhận thức được cách bản thân làm điều đó. Nhiều người trong chúng ta để giá trị bản thân phụ thuộc vào những sự kiện bên ngoài. Khi phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, thì chính giá trị bản thân của mỗi người lại trở nên không ổn định. Kết quả là cảm xúc của chúng ta bị chi phối bởi ý thích của thế giới. Điều này khiến chúng ta không thể kiểm soát được cách sống của mình. Giá trị bản thân là cách bạn đánh giá bản thân. Nó không dựa trên những gì người khác nghĩ về bạn hoặc những điều bạn đã hoặc chưa hoàn thành. Nó đến từ bên trong. Thay vì phải đuổi theo những tiêu chuẩn của người khác, hãy đo lường giá trị bản thân bằng chính con người cốt lõi của bạn. Và đây chính là danh sách những thước đo sai lệch mà bạn cần gạt bỏ ngay trong đầu mỗi khi nghĩ về giá trị của bản thân. Công việc. Việc bạn làm, một nhân viên văn phòng hay là một thợ sửa xe ở gara hay là bất kể ngành nghề gì, và cho dù bạn yêu hay ghét công việc tới mức nào, thì đây hoàn toàn không phải là một thước đo về vị trí của bạn trong xã hội. Diện mạo. Nếu bạn muốn thay đổi vẻ ngoài của mình, hãy chắc chắn rằng bạn làm điều đó là vì chính ý muốn của mình, chứ không phải ai khác. Một thân hình đẹp hay một khuôn mặt đẹp sẽ không tồn tại mãi mãi. Đừng nhìn vào nó hoặc nghe những lời khen chê của người ngoài mà tự đánh giá, hay tệ hơn là hạ thấp bản thân. Lượt tương tác mạng xã hội. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có được triệu like ở những tấm hình mà mình chia sẻ? Trong thế giới công nghệ, nhiều bạn trẻ có thể cảm thấy như còn số đó quyết định giá trị của bản thân, nhưng thực tế đó cũng chỉ là những con số mà thôi. Không một nghiên cứu nào có thể kết luận người có nhiều lượt tương tác hơn là người có giá trị cao hơn những người còn lại. Số lượng bạn bè. Càng nhiều bạn bè càng vui. Có thể đúng, nhưng cho dù bạn có rất nhiều bạn bè hay chỉ vài người, điều quan trọng là các bạn cư xử đối với nhau như thế nào và liệu bạn có thể nương tựa vào họ những lúc cần thiết không. Tình trạng yêu đương. Độc thân không có nghĩa là bạn không xứng đáng được yêu. Đó chỉ đơn giản là bạn chưa tìm được người phù hợp, rằng bạn đang là chính mình và tập trung vào việc yêu thương bản thân thôi. Tiền bạc. Cho dù bạn là tỷ phú hay không có đồng nào trong ví, số tiền bạn có hoặc đang kiếm được không phản ánh giá trị của bạn với tư cách là một con người. Những người không nhận biết được giá trị của bản thân có thể có ý thức hoặc vô thức tin rằng mình không hề có chút giá trị nào. Những niềm tin như vậy có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ, cảm xúc, hành động và kinh nghiệm của một người. Biết giá trị của bạn và tin rằng bạn thực sự xứng đáng là điều cần thiết cho hạnh phúc. Hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng bạn không cần phải làm hài lòng người khác. Bất kể người ta làm gì hoặc nói gì và bất kể điều gì xảy ra, chỉ một mình bạn có quyền kiểm soát và quyết định cảm giác của mình về bản thân. Bạn có khả năng phản ứng với những sự kiện và hoàn cảnh dựa vào nguồn lực bên trong. Đó là sự phản ánh giá trị thực sự của bạn. Giá trị của bạn đến từ bên trong và hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, chứ không phải vì bất cứ con số hay con người nào. Bật mí bí kíp giúp thu hút sự may mắn. Tất cả chỉ gói gọn trong 4 bước. Kính thưa quý vị, đã bao giờ bạn có cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình khi liên tiếp gặp chuyện xui xẻo và thầm nghĩ rằng phải chăng thần may mắn đã bỏ rơi mình? Hầu hết mọi người sẽ nói với bạn rằng may mắn là ở đúng nơi với đúng người vào đúng thời điểm.
Nhưng thực ra, may mắn còn chứa đựng nhiều hơn thế. Nếu bạn đang ngồi chờ vận may ập tới như một tia chớp nhân từ, thì có lẽ bạn nên biết điều này. Thực chất may mắn không phải là điều gì đó xảy ra với chúng ta. Đó là điều gì đó xảy ra do chúng ta. Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu bạn có thể cải thiện vận may của mình không? Dưới đây là vài phương pháp phổ biến để thu hút may mắn. Hãy thử và từ từ cảm nhận hiệu quả tích cực lên cuộc sống của bạn. Tối đa hóa cơ hội. Những người may mắn tạo ra, chú ý và hành động dựa trên những cơ hội mà họ có được trong cuộc sống. Họ thường luôn giữ cho mình đủ bận rộn, không ngại thử thách với những điều mới. Nếu có một việc gì đó trong cuộc sống không suôn sẻ, thì họ vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Hãy thử một môn thể thao mà bạn chưa thử. Đi tới một nơi nào đó bạn chưa từng đi. Những điều này đều có thể mở ra cánh cửa cơ hội mà bạn chưa từng ngờ tới. Hãy nghĩ về những vận động viên nổi tiếng. Nếu họ chưa bao giờ thử môn thể thao đó, họ sẽ không bao giờ biết rằng đó là tài năng mà họ được ban cho. Vì vậy, hãy tiếp tục thử những điều mới, tự tạo cho mình các cơ hội mới. Nếu bạn làm những gì bạn luôn làm, bạn sẽ nhận được những gì bạn luôn nhận được. Càng chăm chỉ để tìm kiếm và nắm bắt cơ hội, bạn càng nhận được nhiều may mắn. Suy nghĩ tích cực. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lạc quan có thể làm giảm căng thẳng và giúp bạn sống lâu hơn. Nhưng nó có thể giúp bạn may mắn hơn không? Khi lạc quan, bạn mạnh dạn đối mặt với thử thách và điều này tăng cơ hội thành công hơn khi bạn không trốn chạy vì những suy nghĩ tiêu cực. Nếu bạn tin rằng việc mình làm sẽ đạt được kết quả tốt, bạn sẽ nỗ lực và có động lực để biến điều mình tin tưởng thành sự thật. Vì vậy, muốn gặp may mắn, đừng để những suy nghĩ tiêu cực hiện diện suốt ngày trong đầu. Đừng để sự tiêu cực cướp đi vận may của bạn. Biến vận rủi thành may. Những người may mắn không phải lúc nào cũng may mắn, nhưng họ xử lý nghịch cảnh khác với những người không may mắn. Nhìn thấy mặt tích cực ngay cả với những điều xui xẻo. Tin rằng bất kỳ vận rủi nào trong cuộc sống của họ về lâu dài sẽ đem lại điều tốt. Người may mắn không dựa vào vận may của họ. Thực hiện những hành động mang tính xây dựng để ngăn chặn những điều xui xẻo hơn trong tương lai. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, bạn có hai lựa chọn: trốn tránh hoặc tiếp tục đối mặt. Bỏ cuộc, ủ rũ và nhốt mình trong nhà sẽ không giúp vũ trụ mang tới cho bạn những cơ hội tốt hơn. Vì vậy, hãy không ngừng tìm cách lật ngược thế cờ, tìm giải pháp cho vấn đề của bạn. May mắn sẽ xuất hiện trong lúc bạn không ngờ tới. Lắng nghe trực giác. Những người may mắn hành động dựa trên trực giác của họ trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Gần 90% những người may mắn nói rằng họ tin tưởng trực giác của mình khi đề cập tới các mối quan hệ cá nhân. Và gần 80% nói rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong lựa chọn nghề nghiệp của họ. Trực giác là thứ mà bằng cách nào đó, cơ thể, bộ não của bạn phát hiện ra một vấn đề ngay trước khi bạn ý thức được vấn đề đó. Có không ít người may mắn thường nói, nếu tôi có cảm giác bất an về điều gì đó, tôi sẽ dừng lại và xem xét nó. Bạn muốn tăng may mắn trong cuộc sống của mình, hãy để tâm tới trực giác của mình hơn.